Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 3 ngày 22 tháng 1. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018. Huyện Văn Giang nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã Nguyên Hòa, huyện Phục Cừ có nhiều diện tích cam bố hạ phục vụ Tết. Dự án nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp dệt may Phố Nối xử lý trên 8.000 mét khối nước thải ngày đêm. Tai nạn giao thông trên quốc lộ 39 ngay ngã ba rẽ vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng làm một người chết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tỉnh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh. Phát biểu quán triệt khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã được nhiều thành tựu nổi bật trên các mặt kinh tế xã hội với nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra và cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Hội nghị là dịp để các tổ chức đảng và đảng viên cùng nhìn lại để đánh giá rút ra những bài học nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội tốt hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu từng đại biểu tập trung suy nghĩ, có ý kiến sắc đáng trong thảo luận để qua đó tạo luồng sinh khí mới trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới 2019. Hội nghị đã nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện toàn diện nhiệm vụ xây dựng Đảng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Kết quả công tác xây dựng Đảng trong năm đã thể hiện rõ ở tất cả các mặt, từ việc quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cho đến công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác dân vận và vận động quần chúng của Đảng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, quốc phòng quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được củng cố vững mạnh. Dưới sự điều hành của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, hội nghị tập trung thảo luận vào 4 nhóm vấn đề chủ yếu, đó là việc triển khai, thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những thành tựu nổi bật mà các ngành, các địa phương đã đạt được trong năm 2018, từ công tác xây dựng Đảng cho đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung thu hút đầu tư các dự án công nghiệp công nghệ cao, đẩy nhanh làm hạ tầng các cụm công nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề cho người lao động, đề cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu, nói đi đôi với làm, triển khai có hiệu quả chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Lãnh đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng và thanh tra nhà nước đối với việc thực hiện cải cách hành chính, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, cấp phép đăng ký, chấp hành quy chế quy định, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm gây nhũng nhiễu khi thi hành công vụ. Tổ chức phổ biến quán triệt thực hiện chỉ thị số 27 ngày 10 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tăng cường giám sát tình hình, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kết luận thanh tra kiểm toán của các địa phương cơ quan đơn vị, coi trọng tiếp tục thực hiện kiểm tra cách cấp và kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột xuất, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đẩy nhanh thực hiện chỉ thị về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của Đảng và thực hiện tốt quy chế chất vấn trong Đảng, tăng cường chỉ đạo các cấp các ngành tiếp xúc đối thoại nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ,
nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức viên chức trong tỉnh, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, tăng cường công tác quản lý thị trường, bảo đảm cung ứng hàng hóa, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, phục vụ nhân dân đón Tết Kỷ Hợi vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Kính thưa toàn thể các đồng chí, phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết, đồng thuận và sáng tạo, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, quân và nhân dân trong tỉnh cùng cộng đồng doanh nghiệp sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 là cơ sở để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy tặng bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho 33 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, 19 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền và tặng cờ cho 8 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 5 năm liền giai đoạn 2014-2018. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã về thăm và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Ân Thi. Tham dự buổi trao học bổng có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi trao học bổng, đồng chí Nguyễn Thị Doan đánh giá cao sự quan tâm của các cấp các ngành trong tỉnh đối với công tác khuyến học khuyến tài và biểu dương những kết quả cho công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh Hưng Yên nói chung và huyện Ân Thi nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện tốt đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, tạo mọi điều kiện, cơ hội cho con em được đến trường, chú trọng thúc đẩy phát triển sự học tại các trung tâm học tập cộng đồng nhằm nâng cao trình độ dân trí cho các tầng lớp nhân dân, phấn đấu xây dựng Hưng Yên trở thành một tỉnh có xã hội học tập tốt, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Doan đã trao 86 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại huyện Ân Thi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đây là sự quan tâm động viên thiết thực, góp phần cổ vũ khích lệ các em nỗ lực vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập. Sáng nay, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng tiến hành đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Cùng với đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, năm 2018, các cấp hội trong tỉnh kết nạp trên 5.000 hội viên mới, 159 trên 159 cơ sở hội có quỹ với tổng số tiền trên 24 tỷ đồng. Có hơn 74.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, hỗ trợ giúp đỡ trên 1.500 hộ thoát nghèo, phát huy kết quả đạt được. Năm 2019, các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác theo nhóm hộ, xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên. Khối thi đua các doanh nghiệp vốn nhà nước vừa tổng kết công tác và phong trào thi đua năm 2018, ký kết giao ước thi đua và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Khối thi đua các doanh nghiệp vốn nhà nước tỉnh Hưng Yên gồm 12 đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ công ích đô thị, dịch vụ bưu chính viễn thông, thông tin di động, năng lượng, nhiên liệu, nước sạch, bảo hiểm, kiến thiết đất nước. Đây là khối thi đua có nhiều thế mạnh và tiềm năng, trong đó một số đơn vị giữ vị trí quan trọng trong việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đóng góp rất lớn cho ngân sách địa phương. Năm 2018, khối thực hiện tốt các hoạt động thi đua yêu nước, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và qua các hoạt động phong trào đã phát hiện nhân rộng được nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Năm 2019, công ty Bảo Việt Hưng Yên được bầu làm trưởng khối thi đua. Tại hội nghị, các doanh nghiệp thành viên đã ký kết giao ước thi đua và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Huyện Kim Động vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sơ kết đề án 896, đề án cư trú, công tác quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Kim Động đã làm tốt công tác tham mưu huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đối với việc lãnh đạo chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào. Với vai trò là cơ quan thường trực, Công an huyện đã lập được 19 hồ sơ đề nghị ủy ban nhân dân xã thị trấn đưa đối tượng vào diện giáo dục tại xã, thị trấn. Phối hợp tốt với các tổ chức chính trị đoàn thể xã hội với các nội dung như duy trì tốt câu lạc bộ pháp luật tuổi trẻ, duy trì hoạt động 3 câu lạc bộ và 11 tổ cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền hậu quả tác hại của việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Năm 2019, huyện Kim Động đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt quy chế chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhân rộng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, thường xuyên kiểm tra đôn đốc để việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các cơ quan được trang bị. Huyện Ân Thi vừa tổ chức hội nghị đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương xây dựng quê hương. Trong đợt này, huyện Ân Thi đón 176 quân nhân xuất ngũ. Đây là những quân nhân lên đường nhập ngũ từ tháng 2 năm 2017, học tập và công tác tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 325 Quân đoàn 2. Qua quá trình 24 tháng rèn luyện trong môi trường quân đội, các quân nhân luôn tích cực học tập rèn luyện, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không có quân nhân vi phạm kỷ luật. Có 16 đồng chí vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi đã trao giấy khen cho 19 quân nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác tại đơn vị. Được biết, đối với những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đợt này, huyện sẽ phối hợp cùng với các đơn vị đào tạo nghề giúp cho các quân nhân xuất ngũ có việc làm ổn định, góp phần xây dựng quê hương. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, dù đã về đích nông thôn mới nhưng nhiều địa phương ở huyện Văn Giang vẫn tiếp tục đầu tư hàng tỷ đồng để nâng cấp các tiêu chí. Điển hình như xã Thắng Lợi đầu tư hơn 4 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng hơn 500 mét đường trục xã với bề rộng mặt đường từ 4 mét lên 6 mét. Mặt đường được phủ bê tông áp phan nhựa. Thôn Vàng, xã Kiểu Cao huy động hơn 1 tỷ đồng từ người dân để tu sửa chỉnh trang đường thôn, cổng làng và khu vui chơi thể thao. Thôn Đa Phúc, xã Tân Tiến đầu tư 250 triệu đồng cải tạo khuôn viên hồ sen đình làng và sân tập thể dục thể thao. Trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp trên 200 triệu đồng. Xã Mễ Sở, xã Xuân Quan cũng đầu tư và huy động sức dân hàng trăm triệu đồng để làm mới, mở rộng, cứng hóa đường ra đồng. Việc đầu tư nâng cấp đường nằm trong chương trình nâng cao chất lượng các tiêu chí hạ tầng, từ đó nâng cao đời sống cho nhân dân, tạo thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa nông sản vào dịp cuối năm. Xã Nguyên Hòa là địa phương nổi tiếng với giống cam bố hạ và cũng là xã có diện tích cam bố hạ nhiều nhất của huyện Phục Cừ. Thời điểm này, các nhà vườn ở đây đang tiến hành thu hoạch cam để cung ứng ra thị trường dịp Tết Nguyên đán. Cam bố hạ hay còn gọi là cam lòng vàng, khi chín quả có màu vàng, cùi dày và vỏ hơi sần. Sự hấp dẫn đặc biệt của loại cam này là mùi thơm đặc trưng, tép to mọng nước, ruột vàng đỏ, hàm lượng dinh dưỡng cao. Cam bố hạ rất dễ trồng, gần như không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nên được người dùng ưa chuộng. Hiện toàn xã Nguyên Hòa có hơn 80 mẫu trồng giống cam này. Bình quân mỗi quả cam bố hạ nặng khoảng 600 gram, quả to nặng trên 1 kg. Mỗi sào trồng 30 gốc cam cho thu 3 tấn quả, với giá bán hiện nay là 15.000 đồng 1 kg. Người dân thu lãi khoảng 30 triệu đồng một sào. Một số gia đình trồng từ 1 đến 3 mẫu, như hộ ông Đào Xuân Quyết, Đỗ Văn Ngàn, anh Đặng Thành Nhơn, ước thu trên 300 triệu đồng. Hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2018, dự án nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp dệt may Phố Nối giai đoạn 2 thuộc công ty cổ phần dệt may hiện mỗi ngày xử lý trên 8.000 mét khối nước với chất lượng nước đạt cột A. Dự án được xây dựng trên diện tích 1,2 ha thuộc khu công nghiệp dệt may với tổng số vốn đầu tư 64 tỷ đồng. Công suất thiết kế là 10.000 mét khối ngày đêm. Chất lượng sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột A, đủ điều kiện xả trực tiếp ra môi trường. Dự án sử dụng công nghệ hóa lý kết hợp với vi sinh, công nghệ nhập từ Hà Lan, bao gồm bể thu gom, bể điều hòa, bể sục, bể thiếu khí và cuối cùng là bể lắng. Theo đó, toàn bộ nước thải được thu gom về bể lớn qua hệ thống sẽ được sục và ổn định độ pH, sử dụng các biện pháp hóa học tạo bọt khí, cuốn theo các chất bẩn, tạo thành váng, chuyển hóa các chất bẩn trong nước thải thành bùn lắng xuống. Nước thải sẽ được khử trùng ở bể cuối và thải ra môi trường.
Hiện mỗi ngày, trung bình công ty xử lý khoảng 8.000 mét khối, cao điểm lên tới 10.000 mét khối ngày đêm. Hiện nhà máy thu gom xử lý cho 40 doanh nghiệp trong khu. Dự án đi vào hoạt động góp phần làm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm nước thải khu vực vốn được coi là gây ô nhiễm nhiều nhất những năm qua. Hiện nay trên địa bàn xã Tân Quang, huyện Văn Lâm vẫn còn trên 30 trường hợp vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh với tổng diện tích đất trên 15.000 mét vuông. Các vi phạm chủ yếu là sử dụng đất sai mục đích, xây nhà trọ, nhà xưởng sản xuất trên đất nông nghiệp, đất trang vườn trại và nằm tập trung ở thôn Chí Trung và Ngọc Đà. Trong năm 2018, mặc dù Ủy ban nhân dân xã Tân Quang đã xây dựng kế hoạch giải tỏa, tổ chức giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện được. Nguyên nhân là do cấp chính quyền địa phương vẫn còn thiếu kiên quyết, có tâm lý ngại va chạm. Trước thực trạng trên, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm và các cơ quan chức năng của huyện cần vào cuộc phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Quang để xử lý dứt điểm đối với các vi phạm và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay trên quốc lộ 39, đoạn ngã ba lối vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa bàn xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải với xe đạp, làm một người tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra khi xe ô tô tải biển kiểm soát 29C45215 do Nguyễn Hữu Hùng, sinh năm 1968, thường trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 39 hướng từ thành phố Hưng Yên về Phố Nối. Khi rẽ vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đã đâm vào bà Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1970, ở xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, đi xe đạp cùng chiều phía trước. Hậu quả vụ tai nạn đã làm bà Hiền chết tại chỗ. Theo một số người dân địa phương cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do người điều khiển xe ô tô tải khi đi đến khu vực đường giao nhau đã không giảm tốc độ, đi sai làn đường, cộng thêm việc bấm còi đã làm cho người đi xe đạp bị giật mình, mất tay lái. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các đơn vị chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc giao thông và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chi cục thú y tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thú y năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, thủy sản vụ xuân năm 2019. Trong năm 2018, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm ở các địa phương trong toàn tỉnh được kiểm soát tốt, toàn tỉnh thực hiện được 4 đợt vệ sinh khử trùng môi trường chăn nuôi, 2 đợt tiêm phòng bệnh chính vụ, công tác giám sát dịch bệnh được tiến hành thường xuyên. Năm 2019, ngành thú y tỉnh phấn đấu thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh động vật, tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm vụ xuân 2019, tiêm phòng cúm, Newcastle cho đàn gia cầm, đàn lợn tiêm phòng tả, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, tai xanh. Thời gian tiêm phòng chính vụ tập trung từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2019. Trung tâm Khuyến Nông tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Ngoài tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật về gieo cấy chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa, rau màu, cây ăn quả, chăn nuôi, năm 2018, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đã tổ chức đánh giá Việt Gáp nông hộ tại 200 hộ thuộc 4 vùng Gáp là Văn Giang, Văn Lâm, Khoái Châu và Tiên Lữ. Kết quả có gần 60 hộ đạt tiêu chuẩn, được cấp giấy chứng nhận gần 30%. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án chậm tiến độ so với yêu cầu, chưa có nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, sức lan tỏa của mô hình chưa cao. Năm 2019, Trung tâm sẽ xây dựng các mô hình trình diễn theo chuỗi giá trị, tổ chức thực hiện các dự án mô hình sản xuất các sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh về trồng trọt và chăn nuôi. Hiện nay, đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà được áp dụng rộng rãi, giúp tiết kiệm chi phí và công chăm sóc, giảm dịch bệnh, cải thiện môi trường chăn nuôi. Kỹ thuật làm đệm lót sinh học tương đối đơn giản, bà con cần nắm vững quy trình sau đây. Trước tiên, bà con chuẩn bị nguyên liệu có khả năng hút ẩm tốt gồm chấu và mùn cưa, rồi tiến hành rải lên toàn bộ chuồng nuôi dày từ 10 đến 15cm, sau đó thả gà. Rắc đều chế phẩm vi sinh đã ủ lên toàn bộ bề mặt chất đệm, sau từ 2 đến 3 ngày tiến hành đảo đệm lót. Chú ý bà con chỉ được cào trên bề mặt đệm, không được cào sâu xuống sát nền chuồng, luôn giữ cho nền đệm lót khô thoáng.
đệm lót nền chuồng được xử lý và bảo dưỡng tốt, có thể sử dụng từ 6 tháng đến 1 năm. Khi hết thời gian sử dụng, bà con có thể ủ để làm phân bón cho cây, mang lại hiệu quả cao. Những năm gần đây, chuột gây hại gia tăng trên nhiều loại cây trồng. Để chủ động trong công tác phòng chống, giảm tới mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra, góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp, Chi cục Bảo vệ Thực vật đã tăng cường các biện pháp hướng dẫn bà con nông dân, các biện pháp để diệt chuột. Hiện đang là thời điểm các địa phương trên địa bàn tỉnh ta chuẩn bị các điều kiện để phục vụ sản xuất vụ xuân. Việc ngâm ủ mạ rau cấy sẽ là điều kiện thuận lợi để chuột phát triển gây hại. Do đó, để hạn chế mức thiệt hại, bà con nông dân cần tổ chức diệt chuột tập trung đồng loạt, chú trọng những nơi có mật độ chuột cao như gò, đống, chân đê, khu công nghiệp, trang trại, bờ mương. Đợt 1 sẽ triển khai diệt chuột diện rộng từ mùng 8 cho đến 20 tháng 2 và đợt 2 thì là tiến hành trong tháng 3. Chi cục Bảo vệ Thực vật khuyến cáo là sử dụng nguyên liệu là thóc ngâm thành mậm hoặc là thóc luộc nứt nanh. 1 kg thuốc két được trộn với 2,5 cho đến 3 kg bã thóc luộc hoặc là thóc ngâm thành mậm mạ. Do đặc tính của chuột là thường đi một đường nên bà con cần kiểm tra, nếu khu vực xuất hiện vết chân chuột mới tiến hành đặt bả sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Trước khi đặt bả, khảo sát những cái khu vực mà chuột hoạt động nhiều thì đặt cái lượng bả nhiều hơn, dày đặc hơn, và những cái khu vực mà chuột ít hoạt động thì ta đặt cái lượng bả với cái mật độ ít hơn. Các địa phương cần lưu ý là sau khi tiến hành đổ ải nước đồng trắng thì lúc đấy chuột sẽ dồn lên các cái khu vực ruộng cao và rất thuận lợi để chúng ta đặt bả. Trước khi gieo mạ hoặc gieo xạ ở những khu vực có nhiều chuột hoạt động thì chúng ta cũng phải tiến hành diệt chuột. Bà con lưu ý trong quá trình sử dụng thuốc két 0.25 VKP cần tuân thủ các quy định sau. Người trực tiếp trộn thuốc và đặt bả phải sử dụng bảo hộ lao động, đeo khẩu trang và găng tay. Không đặt bả gần nguồn nước sinh hoạt trong chuồng trại chăn nuôi. Tổ chức thu gom, bao bì thuốc, chôn xác chuột chết đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong trường hợp ngộ độc do tiếp xúc với thuốc, phải kịp thời chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hội Chữ thập đỏ huyện Khoái Châu tặng quà Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thưởng Tết đạt bình quân 3,7 triệu đồng một người. Bún Viên Tiêu, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên phát triển nhờ sản xuất vệ sinh an toàn thực phẩm. Kính mời quý vị và các bạn